Làm mùi chuối nó nhạy tao rã quá vậy. Lên đi vô. Lấy xuống luôn không? Đi xuống luôn, lấy xuống liền, hồi nó gài lại. Này bẫy chuột, bẫy sóc thôi, không biết mà bẫy dính chim. Sống nè. Quá phê. Sao ta xử nó sao? Để đây chút xử nó. Bắt trói nó đi, bắt trói nhẹ lông đi. Hả? Gì? Nhỏ lông cánh đi. Bắt nó ra trước đi. Dơ lên nè. Nhóm cánh nè. Dạ. Vô mánh. Đó. Ở đâu? Đó. Nó ở nhà. Đó. Rồi, dính sóc. Sóc không? Sóc. Ừ, leo. Ê, coi chừng nó tung ra nha. Ê. Vô. Hả? Bụi chán luôn hả? Quá phê. Cho bá lửa luôn. Cái con tròn vậy. Người chẳng. Xử này. Dơ lên cho anh em người coi đi. Quá phê. Sốc đực á ha, bự. Rồi xử nó đi. Ui, hay vậy ta. Đặt cao quá mà hay là đặt nó vô nó động. Ủa, nó vô nó động á Dương ơi. Chứ sao tự nhiên cao dữ hả? Anh nhớ anh đặt meo lắm mà. Trời ơi, chú đang ra ngoài. Trời ơi. Vậy sao đạp? Phải không? Nó em đặt là cho mỏng mỏng lại là vài bữa dính nữa. Nó ăn quen á. Vô nữa. Quay ngang á, quay tới chú ngang. Quay ngang cho nó sát vô trong cho nó bò vô trong. Đó,
vô nó tha ra đó, mà họ hụt, mà hụt á. Cho mỏng chưa? Siêu mỏng luôn á. Ừ. Siêu mỏng luôn. Không, hướng ngược lên. Quay lên không? Ừ, quay lên. Cho nó tới chuối nó chạy xuống. Đúng rồi, đập vậy. Cao dữ. Cực. Còn nguyên hả? Im à? Còn cái cuối cùng nghe anh em. Này thất bại. Một em sóc với một em trao trảo.